cô chú đói rồi chứ? Ô Hải lên ở trên này. Hải lên ở trên này không thể đi lại được các bác, bởi vì rất là tội nghiệp. Thứ nhất là xe cộ, thứ hai nữa là em không thể nào mà cảm nhận được cái điều mà mình đang nhìn thấy, mà chủ yếu là bằng hay cảm nhận bằng tay thôi, rất là tội nghiệp em chú đấy. Thế chú vừa nãy là chú vừa đưa em Hải đi khám trước đúng không? Vâng. Và ở trong đấy họ khám như nào chú? Họ lúc khám nó bảo là cái này thì nó mùi lâu quá thì không chữa được. Nhưng mà có giấy tờ gì không chú? Có nhưng mà có cái giấy tờ. Nó bảo mùi lâu quá. Nó bảo lâu quá không chữa được, cái này thì cũng là thế nào rồi, chỉ cũng về nhà thôi, nhưng mà thế thôi. Hóa đơn bán hàng. Sao cái này bán hàng gì đấy? Không biết được. Mình cũng không biết, chỉ đi khám xong là nó bảo là mất điện kháng đấy nhá. Vâng. Mà lúc mà sao vào mờ đấy, in kiểu gì mà không biết được, thế thì cái máy sao này chứ thì không vào được. Chứ không biết đọc mà, chứ không biết chữ. Thế là chú bảo là cái tờ giấy kia không nhìn thấy chữ luôn. Không nhìn thấy chữ luôn này, trong này nó có ghi hay sao? Chẳng ghi cái gì cả. Cái này là họ có ghi đúng không? Đấy, họ ghi thôi. Đấy là thuốc mang về uống. Cái này là đơn thuốc hả chú? Không biết được, là họ đứa bảo là chẩn đoán, thuốc chẩn đoán này. Cái gì bên teo tiền thuốc mua ấy. Chú phải bảo là có tiền mua thuốc chứ, bây giờ bảo không có tiền mua thuốc thì làm sao? Quên mất không nhắc chú. Đến chiều rồi đi khám lại. Không, cái này thì khám rồi thì nó chẩn đoán ở đây rồi, thì chỉ là mình đi hỏi xem là thuốc này thôi, còn thuốc này thôi, còn là chứ ngoài ra nếu mà giả sử như, bởi vì cái này họ viết chữ xấu quá, cái gì mắt teo nhắn cầu mất chức năng, mắt teo nhắn cầu mất chức năng đúng không, xem đúng không, cái này là đúng không? Chẩn đoán này. À, cái này là thuốc điều trị. Họ ghi thuốc đây rồi. Tí mình đi mua. Cái này mua ngoài thôi. Mua ngoài đây. Hồi nãy chú khám là mất bao nhiêu tiền chú? Mất khám đưa 500, mình lên 6.000, khổ nó đưa 200 và mất đi 300. Mất 300 này. Tí lúc nào chớ, tí nó chớ gửi cho. Hải, có cảm nhận được bên ngoài này không? À, không nhìn được. Mất tiền đấy à? Có biết đây ở đâu không? Biết không biết á. Đây là thành phố Lai Châu. Đây các bạn ạ, vừa nãy là chưa nói với các bạn cũng như là cô chú, bởi vì là từ hôm qua là San có hẹn với này bố nuôi của em Hải là hôm nay là đưa em Hải lên thành phố khám xem như thế nào. Tuy nhiên thì bởi vì là bọn cháu đi cũng có một ít việc nên là nhờ chú đi khám trước xem là như thế nào. Bây giờ thì cũng không thay được à? Và chú có hỏi qua là không thay được à? Hỏi qua được, rất là rất thay được. Tội nhỉ? Bây giờ biết làm sao rồi. Thế thì nếu mà họ kê thuốc thì tí mình đi mua thuốc về uống xem là có tiến triển gì hay không thôi. Còn không có biết làm gì cả. Vâng. Biết làm. À. Thế hôm nay chú chở cả em Hải như này có sợ ai thằng ấy? Có sợ cảnh sát không? Có đấy. Có sợ cảnh sát đấy. Nhưng mà thôi, nếu mà gặp cảnh sát thì mình bảo là em như này phải cần người, cần người giữ. Không được. Không giữ thì không được. Bây giờ thì cháu với này đi mua thuốc nè. Đi mua thuốc rồi thì hôm nay thì cũng có cô Nga, chị Nga, chị ở Mỹ. Chị có hỗ trợ là 6 triệu đồng để cho cháu về đưa em Hải đi khám xem là như nào, xem là có thể là chữa được hay không. Chỉ hy vọng là khám xong chữa được một bên cũng đỡ. Đúng rồi, nếu tiểu nữ chữa được bên đúng và được không chữa được khỏi mất đi được hết, có phải thay được không, không được không được à? Nếu không như thế thì bây giờ thì cũng không biết làm gì cả. Chủ yếu là bây giờ mình mua theo cái đơn thuốc này uống xem như nào thôi. Còn lát nữa thì cháu mình đi ăn uống rồi là đi chuẩn bị đi mua ít quần áo các thứ cho Hải sắp tới mùa đông á. Vâng. Thì cô có nhắc nhở như thế, bởi vì
Bởi vì là nhà chú cũng tính ra nhà chú cũng khó khăn lắm, kinh tế khó khăn. Nên sáng nay hỏi chú bảo là hôm qua không bảo trước để chú vay. từ lúc được vào đến đây mới bảo là anh em kia vay. À lại vay à? 500 là vay đúng không? À, tí nữa cháu gửi chú. Đấy bây giờ à, để sang bên này mua thuốc đó nhỉ? Mua ở bên ở trong kia là mua ở đâu nhỉ? Mua đây mà, đây là thuốc rồi mà. Là nghe mọi người nói thành phố Lai Châu rồi đúng không? Đúng. Ừ, nhưng mà chưa đến bao giờ. Ở đây là thành phố nhá. Mình đang đến đây là thành phố. Vừa nãy là đi bệnh viện đa khoa tỉnh để khám mắt. Đấy, tí nữa đi mua thuốc về uống. Thuốc về uống, hy vọng là mắt của em sẽ khỏe lại, có thể nhìn thấy được. Đấy, có thể nhìn thấy được mọi cái xung quanh. Chú đâu nhỉ? Chú đang nhà ngồi đây gần đây luôn được. Đây, vào trong này ngồi. Trong này. Đây ra dắt em Hải đấy. Chị em vào đây ngồi đây đấy. Rồi lấy chai nước cho em uống. Đây đây ngồi đây. Có. À chú cho em ngồi vào đấy. Quay lên. Từ đấy chưa, kệ em đây, em lần đầu tiên đến đây. Ngồi đấy nè, để anh đi lấy nước cho uống nha. Chú ngồi vào đi. Chú ngồi đây đi, cháu đi lấy một chai nước. Cô bảo cô ngồi ở chỗ này. Đấy, một cái ghế. Cô vào đây ngồi đây chú. Ăn cái ghế đây cũng được. Toàn là uống nước ngọt thôi. Mình đi khám như này thì có bao giờ bố mẹ hỏi thăm em Hải không? Bố mẹ em Hải á? Không hỏi gì. Ôi dồi ôi. À, gọi vào đây để cùng đi xem em Hải á. Một cái tội là Hải không biết là thành phố Lai Châu đến nhưng mà không thể nhìn được. Không nhìn được, mình ấy lần này 3 lần rồi. Lần này 4 lần rồi. Đi đâu cũng phải ai dìu đấy. Trước khi từ trước nó ở trên kia đi bệnh viện đi cho chỉnh, chưa chuyển vào đây cứ vào rồi. Trước là cái bệnh viện cũ á chứ. Đây để anh bóp cho. Đây uống nước đi hả? Đây. Vâng, cứ uống đi chứ. Ngon không? Có ngon không? Cát rồi cát này. Ngon à? Với em tự nhiên đi. Em thì em Hải là dường như là em khi mà em cầm một chai nước hay là một bát cơm là phải ăn hết. Không có chỗ để mấy cái này nhỉ. Để vào một tí thì em không nhìn thì em lại làm rơi. Cô chú sáng nay ăn sáng chưa? Sáng nay ăn sáng xong mới đến chứ chú. Sáng nay ăn sáng xong mới đến à? Sáng nay ăn sáng rồi. Vâng. Ăn sáng xong rồi. Cha thì đói lắm. Sáng gọi điện đấy mà cứ xếp hát rồi. À, phải đưa cho mẹ. Phải đưa cho mẹ nữa. Uống nữa không? Để đây tí ăn xong cơm uống nha. Hai. Hôm nay muốn ăn gì? Muốn lấy cái gì thì bảo nha. Cô Nga ở Mỹ cô giúp tiền để đi khám mắt cho em nhưng mà như thế nào thì còn chưa biết được. Thì xem là quần áo. Mua loa rồi à chú? À, thích nghe loa không? Thích mà. À, chú mua bao tiền? 350. Và mua loa cho em nghe được. Mở khi nhiều khi còn có một số bài như cái bài tiếng Kinh á để cho em tập nghe.
không thể biết món gì cũng phải mình gắp cho, đó là quá tội. Bố mẹ thì không bao giờ hỏi thăm lần nào. Hôm nay đưa em đi ăn thì cho em ăn thoải mái thôi các bác nhé. Rồi là một tí đi cắt tóc, tí đi cắt tóc rồi. Thôi tí đưa Hải đi quán để hớt đi cho đẹp trai nhà. Em không, nhưng mà cắt quán một lần cho cắt quán một lần cho biết là cắt quán như thế nào. Thường thì mình cứ gắp vào đấy là em ấy ăn được, còn không dùng đũa được. Đũa không có gắp được ấy. Ra ngoài. Nhưng mà cho thấy là ở lán lại giỏi thế, mà ra ngoài thì cái gì cũng không quen nên là đi quen rồi là cây cũng trèo được. Ở ngoài này thì không dám bước một chân nào luôn ấy. Và bước là ngã đấy chú nhỉ, ở đây á. Hải ăn được ớt không? Ăn được mà. Ăn được ớt à? Ngồi vào đi đi. Đây. Đây. Ăn thịt đi Hải ơi. Đây nóng cắn. Đấy. Em cứ ăn thoải mái đi, dùng nếu mà dùng dùng thìa mà khó ăn ấy thì dùng tí ăn ngồi hết không ngon được. Nếu mà dùng thìa mà khó ăn ấy thì bảo em dùng tay đi, dùng tay để ăn thịt đấy, không sao đâu. Bởi vì là bởi vì là em thằng nào cũng không nhìn thấy rồi ấy, thì có thể dùng thìa các thứ rất là khó. Ăn trước đi để cho nó nóng. Ăn đi cô. Đây cô chú ăn cho em nhé. Vâng. Mời các bác cô chú ăn cơm cùng với lại em Hải. Nay thì đưa vậy xin bắt cơm lên nhé. Em Hải đi ăn. Nên là bây giờ còn 3-4 món để cho em ăn thoải mái nữa các bác, cũng như là bố nuôi của em Hải á. Ăn cơm ở đây. Sáng nay thì bố nuôi cũng đưa em đi khám rất là sớm. Ra cho em ấy, dắt em vào chọn quần. Và nên nếu không thì em cũng không nhìn thấy gì ấy, thì để bố mẹ chọn cho đi. Cho em vào cho đi ngồi đây. Chú đi mua cái gì cái bàn ấy. Chú mua gì? Đấy, thì ra tí nữa cho mua cho. Tí vào cho mua cho. Không, tí nữa cho. Chú vào đây chọn quần áo cho Hải đây. Chọn quần áo trước đã, tí rồi cho mua cho. Đây để dắt vào trong này nhá. Để anh dắt vào đây. Cứ đi thẳng. Đấy, đi thẳng. Rồi. Không có chỗ ngồi nhỉ. À đây có ghế đây. À, nhưng mà vào trên đây đã, vào đây đã. Vào một tí đây đã. Vào một tí đây. Vào một tí. Nhấc lên, chân nhấc lên. Chọn những cái đây ngồi đây đã. Ngồi đây nha. Không đây để chờ xem nào, cái nào cũng được. Cô chú chọn một bộ cho mình đi. Một bộ mình cô nhá. Vâng. Thôi. Thì nếu không thì chú cứ lấy một bộ đi. Thôi. Xin là lòng vua rồi. Chúng mình lên lấy thôi. Còn bao nhiêu để cho em đúng không? Nhưng mà xem là cô thích thì lấy đi cô. Xem, bởi vì cũng mùa đông rồi á. Không có tiền mua thật đấy chứ. Nhà chú cũng kiếm tiền khó lắm ở bên đấy. Mua cho em cái áo len hay là áo. Bây giờ mùa này thì chắc là mua áo nóng thôi nhỉ. Áo ấm thôi, chuẩn bị lạnh luôn á. Bên đấy thì lạnh rồi ấy. Buổi sáng rồi khá lạnh rồi ấy. Bên chỗ chú thì lạnh lắm rồi. Bên đấy khá lạnh rồi. Đây là mùa đông thì áo này. Cái đấy cũng được. Vâng, xem cả quần cái thế này chú ạ. Em thì không thể tự đi lại mà lấy quần áo. Cái này em phải ngồi hầu dường như là phải ngồi một cái chỗ thôi. Mình cũng dắt em đi lại cũng rất là khó khăn đấy mọi người. Không nhìn thấy gì cả. Mình cho cái gì thì dùng cái đấy thôi. Lại còn thiếu thốn tình yêu của cha mẹ nữa. Áo nam áo nữ đấy. Nam chứ chú. Áo nữ.
nữ à? Cái này là nam. Đấy của cái câu lạc bộ PSG luôn mà. Ừ, đúng rồi. Cái này cho Hải mà rất đẹp ấy. Có cần thử không? Lần nào cũng đến đây rồi thử nhá. Đứng lên. Đây đây. Đây ngồi dậy, ngồi dậy. Cứ cẩn thận, cẩn thận. Đục trúng cái đây. Ờ nhưng mà sợ to quá nhỉ, không cởi trong ra. Không, không phải, xét bên này, bên này. Đây, đây. Xem có vừa không? Vừa nhỉ. Vừa nếu là lúc nào mà cởi cái bên trong ra là vừa đấy. Rồi, cởi ra đi. Nóng quá. Giờ thì lại nóng. Không, bây giờ buổi sáng với đêm là rất lạnh luôn đấy. Lấy áo này nhá. Hải nhá. Ừ. Đây, đây, sang đây ngồi đi. Sợ quá, em không thể đi lại được. Để cái áo này đi, tí lấy áo này. Em đợi chị đang rửa tay một tí. Vâng. Còn cái quần, cho hai cái quần. Quần á, xem cô lấy. Hải không thích à? Nó bảo bé, không biết đi nhỉ. Nhưng lại cả nhà. Nếu không thì lấy quần chu mẹ chú ạ. Phải cẩn thận, cẩn thận. Bên này có, sang bên này một tí đi. Anh lấy cái quần được không? Cô cẩn thận làm sao ạ? Hả? Là cẩn thận. Không vừa à Hải? Hơi bé à? Chị xem lấy quần chun đi. Quần chun mặc cho thoải mái. Hay lấy là? Quần chun cho thoải mái ấy, Hải. Chú nói với Hải xem bảo lấy quần chun đi. Lấy quần chun nhá. Quần chun thì thoải mái hơn cô. Đó, lấy quần chun mà nó chỉ suy lỗ nạt. Nhưng mà nó có thích thì không ấy. Nhưng bảo nó phải lấy cái này nhưng mà nó phải lấy cái con. À. À, thì cũng chị phải mặc lên để biết số to số nhỏ. Đưa chị đi giờ. Đây đây, dắt cháu vào đi. Dắt đem Hải vào đi. Hay là mặc luôn vào đây. Thế thì mặc luôn ở đây cũng được mà. Không, nếu mà không Hải không biết có mệt không nữa các bác. Vừa nãy là bây giờ là mua quần áo cho Hải rồi mua cả bộ một ít cho bố nuôi với lại mẹ nuôi nữa. Sẽ có mua cả mua 2 cân thịt. Ít hoa quả nữa các bác, ít hoa quả cho Hải. Có mệt không? Chắc mệt đúng không? Không biết đi đâu, chỉ đi đến đâu cũng ngồi im một chỗ thì chắc là rất là mệt luôn đấy. Bố chắc đi mua thuốc hay sao? Chú chắc đi mua thuốc. Mệt không? Mệt không? Mệt á? À, bởi vì thứ nhất là em đi em cứ ở im một chỗ nên là tê chân, tê tai. Ở đâu cũng vậy, toàn ngồi im một chỗ không dám bước. Xe cộ thì nhiều. Không, Hải sờ xem là mua cái gì. À, đoán xem mua cái gì mà hỏi xem Hải là mua cái gì ở dưới này. Xong chưa chú? Hả? Chú xong chưa? Các bạn ạ, bây giờ thì ra thì chú cũng thứ gì hả chú? Sao lại túi quần áo của ai? À, liên quan gì đến mình đâu. Đây là chú cũng rất là vội á, thì thực ra thì đây này Hải này. Hải vào đây này. Vào đây mà cháu nó chưa. Không vào được. Ui ui. Thế thì bọn cháu thì cũng là cái cầu nối giúp chị Nga, chị ở rất là xa. Tuy nhiên thì chị thương Hải. Bởi vì thứ nhất là chị không có bố mẹ. Thứ nhất là bố mẹ không thương Hải ấy, thì bây giờ thì ở với gia đình chú. Thì cháu cũng hôm nay đi cũng rất là buồn ở cái chỗ đó là không thể, nghĩa là mình gặp Hải là quá là muộn nên là bây giờ mắt của Hải không thể, có thể là mình nói ở đây thì không biết Hải có nghe được hay không, thì nghe được có buồn hay không ấy. Và sợ là em nghe được em cũng buồn vì mắt là không thể chứa được nữa. Thì như vậy thì cháu cũng hy vọng là cái gì đó mà cô chú giúp được thì cho em một phần đó nào đó để đỡ vất vả thôi. Nên là cũng rất là cảm ơn chị Nga, chị đã đồng hành để có thể giúp em Hải.
có cái chuyến để mình khẳng định lại là có thực sự là chứa được hay không, để mình còn có hy vọng về sau này. Bởi vì mình không không đi khám nghiêm túc ấy, thì mình chưa biết được chính xác là có được hay không. Chú đi khám là kiểu khám lâm sàng đúng không? Ngày trước là chú khám lâm sàng là rất là đông người khám đúng không? Người khám này thì trước mấy thằng ní ở cái thằng ở dưới kia ăn lượn lên hết. Thế thì cháu nghĩ là cái thời đó nếu mà mình khám thật sự ấy, thời đó đi đưa đi chứa thì có thể là được đấy. Nó bảo là không được, nó bảo thế, nó bảo là thai thì vẫn thai được, nhưng mà cái đấy thai thì không bảo đảm. Và không đảm bảo nó có tốt hay không đúng không? Tốt hay không. Cái này nó bảo là đi đi đến cái nước ngoài. Và nếu cháu thế thì không có tiền, không bảo là 200 triệu thì nó chỉ được 2 năm thôi. Mà thay lại nó bảo thế thì 2 năm thay lại. 2 năm lại thay lại. Thế thì mấy triệu khó. Thế thì quá khó. Như cháu là vừa nãy cháu mua 2 cân thịt ấy, với lại 2 cân táo. Cho chú mang về xem em Hải ăn gì thì cho em ăn. Còn cũng chú cố gắng động viên em về vấn đề mà nếu mà thật sự như em tiêu cực với cuộc sống ấy, thấy mọi người những cái gì mà làm được ấy thì chú động viên. Bởi vì là em thiếu thốn tình cảm của cha mẹ rồi. Thứ nhất là như vậy, thứ hai nó lại không thể mà cảm nhận thế giới xung quanh bằng cái mắt á. Em vừa rồi thì chú cũng khám bệnh các thứ mất 300.000, tuy nhiên thì còn chú đi lại thứ nữa thì gửi luôn tròn 1.500.000 cho chú. Thì còn lại số tiền còn lại thì lát nữa cháu sẽ tổng kết lại xem là còn bao nhiêu thì cháu sẽ giữ lại để hôm nào mà thật sự như Hải mà ốm đau các thứ thì sẽ chú sẽ không có tiền thì chú liên lạc cho cháu để đưa em Hải đi bệnh viện các thứ, mua thuốc, rồi lúc nào mà cần đến cái gì đó cần giúp đỡ thì liên lạc lại cho cháu nhé. Thế với chú vội về để chăn bò chăn trâu thì về đi, thế về cẩn thận hết nhé. Thế nhá Hải nhá. Về cẩn thận nhá. Thôi cố gắng lên Hải, cố gắng lên nhá. Thôi mình cô chú cố gắng động viên Hải nhé. Vâng, trông cả vào cô chú hết. Trông không phải con của em mình. Cố gắng làm trách nhiệm đi. Vâng, rồi là sao là không phải con của mình nhưng mà bây giờ ở với mình rồi á. Vâng, cũng như con của mình rồi thì mình cố gắng động viên rồi là xem là em làm được cái gì thì làm, không làm được thì thôi. Vâng. Vâng. À em Hải là vẫn được tài trợ đúng không? Vâng. Thế là cái tốt rồi. Thế chú đi về đi. Về cẩn thận nhá. Vâng. Đi ba người đi từ từ thôi chú nhá. Bây giờ phải đi ba người, bởi vì thứ nhất là Hải không thể nhìn thấy như vậy, khi có thể là mình cảm giác là mình cũng đang trong cái lúc ngủ á, đặc biệt là lúc đi xe thì các bạn thấy là bình thường như mắt mình nhìn xung quanh mình còn buồn ngủ nữa, là nói chi là mình nhắm mắt như thế này đi thì chắc chắn là sẽ buồn ngủ rồi. Nên là hôm nay thì San cũng mặc dù San cũng ho nhưng mà cố gắng để cùng với thế này bố nuôi của Hải đưa Hải đi khám. Vừa rồi các bạn biết là không thể chứa được nữa, nhưng mà San cũng mua một ít quà, là mua một cái áo cho mẹ, một cái áo cho bố. Mặc dù những cái quần áo khá là đắt tiền một chút, gần 500-600, nhưng mà cô chú thích ấy, thì mình phải mua để một phần là để chiều lòng cô chú, để có thể thấy là mình nghĩa là mình nuôi em Hải không phải là để vô dục thôi, nuôi em Hải cũng được nhiều những cái lợi để gọi là mình lấy lòng của họ. Thì chắc chắn là mình đặt vào cái vị trí của mình hay là nhìn nhận cũng như vậy thôi. Hải là không phải con mình, trong khi đó thì Hải là không thể lao động được á. Thì chắc chắn là nếu mà người ta mà có kinh tế khá giả thì người ta sẽ chắc chắn là sẽ nuôi ăn ở tốt thôi, nhưng mà nếu mà kinh tế như là bố nuôi của Hải ấy, thì kinh tế cũng khá là khó khăn. Thì cái đó thì mình cũng nhìn nhận được, mình cũng thấy được là cái điều khá là khó để mà đối xử gọi là giống như con của mình ấy mọi người ạ. Thì cũng gửi lời cảm ơn đến chị Nga, chị đã tài trợ trong video ngày hôm nay. Thì San cũng rất là cảm ơn mọi người cái chi phí ngày hôm nay đã dùng. Thì bởi vì là mua ngoài chợ, mua mỗi thứ một ít nên là mình cũng không có, người ta cũng không có tổng hóa đơn cho mình được. Khám là mất
gần dường như là gọi là 500.000 rồi, bởi vì là chú muộn tiền của người ta khám là mất 300.000, tuy nhiên thì còn 200.000 thì cho chú làm tiền công đi, mua quần áo cho chú, mua quần áo cho vợ của chú, nghĩa là mẹ nuôi ạ, cho Hải nữa, thì tiền sang đi lại tất cả là san đổ cho chú hết. Ngoài ra thì mua hoa quả, mua hoa quả này, rồi đến mua thịt, thịt ở trên này cũng khá là đắt á. Tổng cái số tiền là hết gần 4 triệu, là 3 triệu 950 nghìn. Như vậy thì San cũng nói chuyện với bác là còn khoảng 2 triệu nữa, là 2 triệu đồng để khi nào mà Hải cần đến, Hải ốm đau chẳng hạn đó, thì San sẽ cùng với các bác đưa Hải đi khám, đi chữa bệnh các thứ nữa các bác nhé. Hoặc là Hải cần đến cái gì. Ngày hôm nay cũng tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người. Xin chúc mọi người luôn luôn là thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống.